Xin chào quý vị các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn quý vị các bạn đến thăm một vườn cà pháo Và chia sẻ với quý vị các bạn cái thời điểm và cái thời gian trồng cà pháo để đạt năng suất hiệu quả cao nhất Ở đây là cây cà pháo đã trồng được khoảng gần một tháng rồi Các bạn thấy bắt đầu nó lên rễ rồi các bạn ạ Đã phát rễ trắng rồi À, tâm thường thì trước đây ở quê mình hay trồng cà vào tháng 10 âm lịch Nhưng tháng 10, tháng 11, tháng 12 thì thường là vào cái đợt uh, gặp nhiều cái đợt không khí lạnh nhất Cho nên cây cà nó sẽ không sinh trường phát triển được à, Bây giờ người trồng cà quê mình sẽ trồng muộn hơn Sẽ vào đầu tháng 12 bắt đầu mới tiến hành trồng à, Phải mất răm uh, bữa lửa tháng thì cây cà mới bén dễ thì lúc đó hết tháng 12 thì sang mùa xuân Độ ẩm và nhiệt độ tăng dần thì cũng là điều kiện để cây trồng sinh trưởng phát triển rất là nhanh. Nói riêng cây cà thì cũng là điều kiện lý tưởng nhất để cho cây cà sinh trưởng phát triển. Và một sào cà pháo này thì ở quê mình là trồng khoảng 1 nghìn đến 1 200 cây. Đấy là trên một diện tích Bắc Bộ. Còn nếu các bạn ở trong Nam thì có thể phải trồng nhiều hơn. Bởi vì ở trong miền Nam là 1 nghìn mét vuông một sào thì nó gấp gần 3 lần một sao bắc bộ này à, trồng mau như vậy bởi vì là người trồng cà quyết mình cũng lo no là nó bị chết thắt cho nên ngày mai là đánh tỉa và trồng bù những cây bị chết cho nên là trồng dư ra một chút và với cây cà trồng vào tháng 12 âm lịch như này thì khoảng đầu tháng tư thì sẽ bắt đầu cho thu hoạch rất là rộ đây cà trồng vào cái thời điểm mùa đông mà gần cuối tháng 12 âm lịch rồi mà nó mới lên như này. Nhưng khi mà bước sang tháng riêng tháng 2 thì các cái mầm chánh của nó bắt đầu lên rất nhanh. Thì chỉ đầu tháng 4 đã bắt đầu cho thu hoạch rồi Và khi mới trồng như này thì cần bón những loại phân gì à, Bởi thực tế là khi mới trồng thì cây cà chưa sỏ rễ được nhiều và chúng ta không bón đạm không tức là hạn rất hạn chế bón đạm mà mỗi một sào này có thể bón nót cho 20 kg NPK đạm nhân kali đấy các bạn ạ đây là phần hỗn hợp và rất là sẵn trên thị trường à cùng với đó thì cứ khoảng sau khi trồng được khoảng nửa tháng thì sẽ tưới nhử lân mỗi một sào này tưới rửa cho nó khoảng một yến lân không Thì các bạn thấy các cái cặn đân vẫn còn trên đất do người trồng cà của mình tiến hành tưới đây. Cái thứ hai nữa là khi mới trồng như này thì rất nhiều các cái loại sâu đen nó trú ngụ dưới đất hay bị rất hay tấn công và cắn ngọn cây cà. Chính vậy mà chúng ta có thể sử dụng các loại thuốc trừ sâu như là Sexon là loại thuốc nội hấp rất mạnh chúng ta khi trồng xong cái khoảng một hai ngày sau tiến hành đánh thuốc sâu phun thuốc sâu thì sẽ hạn chế được các cái loại sâu xanh sâu đen cắn phá ngọn đây các bạn thấy cây trồng cao của mình sẽ lắp các cái loại bếp tưới nước để khi cây mới trồng thì cần có độ ẩm nhất định À, tuy vậy thì nó cũng không ưa sũng nước khi mới trồng Nếu chúng ta mà à, bơm nước nhiều quá thì nó cũng rất dễ bị thối rễ, trĩ rễ Cây không sinh trưởng phát triển được Cho nếu mà các bạn có lắp hệ thống dàn tưới tự động là tốt nhất à, Nếu không thì chúng ta khoảng tưới ẩm mất khoảng à, nửa tháng đầu với một xào này chỉ mất khoảng 10 đến 15 thùng nước thôi Thì chúng ta sẽ tưới xong một xào như các bạn thấy những cây cà rất nhỏ như này à, Tuy vậy thì lấm bệnh cũng tấn công loại cây này Và cái thời kỳ này là thời kỳ quan trọng nhất đối với các bước trồng cà Bởi vì cây rất dễ bị thối thân, chết thân Dẫn đến chết rất nhiều cây con Thì chúng ta có thể mua một gói Zizomin Thì chúng ta cứ nửa tháng đánh phun thuốc một lần Thì mỗi một gói phun sẽ hòa được 3 bình 18 lít thì với một xào cà này chắc chỉ hết khoảng 2 phần một bình thôi thì chúng ta có thể tránh được việc chết thắt cây con và chống nó bệnh về sau à, bởi diện tích khi trồng mà chết nhiều cây quá chúng ta dậm đi dậm lại nhiều thì nay mai nó cũng rất ảnh hưởng đến cái năng suất và sản lượng về sau đối với cây cà pháo này ở à, trên đây là chia sẻ của người trồng cà quê mình cái uh, xác định được cái thời vụ trồng cà và cái chăm sóc bước đầu đối với cây cà lon các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị các bạn ở các video lần sau. Nếu quý vị các bạn có kinh nghiệm hay về chăm sóc cây cà thì các bạn nhớ bình luận và chia sẻ phía dưới video các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị các bạn ở các video lần sau.